Lâu lắm rồi mới có được biển số đẹp đó anh em. Em đang nhìn biển số rồi. Lâu lắm rồi mới được một em biển số đẹp á. Bữa trước á, trước là nhiều anh em tìm mà hầu như là giờ 67 biển số đẹp rất là ít luôn anh em. Không có luôn. Mình bữa giờ mình tìm cái sảnh hay là cái tứ quý gì, nói chung là không cần phải 4 5 số chính chủ gì. Mình chỉ cần 3 số cũng được, 4 số cũng được mà không có luôn. Ngày hôm nay về được một em cực kỳ ưng ý luôn, dễ thương. Và giá em này cũng dễ thương nữa. Nếu mà những anh em nào mà thích chơi biển số á, biển số này xấu quá, biển số này về phải làm lại mới đẹp. Biển số này về phải làm lại đẹp lắm, làm mới nổi biển số lên đẹp lắm. 0080 tính ra xe này là tứ quý không luôn. Số 8, xe này 8 nút anh em nha, xe 8 nút ha. Và vừa biển số Sài Gòn nè, vừa biển số đẹp nè. Giá cực kỳ tốt luôn. Máy móc này thì thầm, em này thì cấu hình máy 70, 4 số CL. Xe này là một tới 3 sao nha, xe này là một tới 3 sao. Ông anh ông dọn chiếc CL này á là đúng của CL luôn, là một tới 3 sao số móc chứ không phải là số số 4 số CD. Anh em nha, số móc. Quái biển số à, ưng cái biển số à. Mình bữa giờ mình cũng tìm cái biển số nào, nói chung là mình cũng không cần phải chính chủ, mình chỉ cần 3 số, 4 số được rồi. À, tứ quý là sẵn là mình chơi liền. Cái dòng xe 67 này á, thật sự luôn bây giờ mà tìm số đẹp không có luôn nè. Không có luôn. Mình chỉ tìm một cái xe nào để mình dọn sạch sẽ gọn gàng mình chơi. Thôi để quay vô cái chủ đề đi, để công nói vòng vòng để nhiều lắm, để bữa nào tâm sự với anh em, để bữa nào tâm sự với anh em cái biển số đẹp, kiếm biển số đẹp 67 không có luôn, cúp thì không có 67 hết. Ngày hôm nay sắp em quay cho anh em xem một em Honda 67 anh em nha. Nói chung là cấu hình máy là 70, 4 số CD. Em đó là biển số Sài Gòn luôn, biển số 50-0080. Và cấu hình máy là 4 số CD nè. 4 số 68, 1 tới 3 sau. Máy là máy 70. Em quay sát ở đây. Xe thì sườn sạch sẽ nha, sườn sạch sẽ, nước sơn cũng kha khá. Có hai túi nhỏ nhỏ nè. Nói chung là sườn cũng kha khá là ok. Đó. Điện đèn càng full chức năng đầy đủ hết, giá cực kỳ tốt luôn anh em. Nếu mà xe này là giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có 17 triệu 500 thôi. 17 triệu 500 cho một em Honda 67 full CL 50 sạch sẽ lắm. Em quay đây cho anh em xem, niền căm sạch sẽ sáng sủa ha. Đây nè, không có mục mọt, không là sét, không có mục lủng gì hết nha. Đó anh em xem nha, không có mục lủng gì hết, đó sạch sẽ sáng sủa. Đây thì xe này là SX 50 full CL 50, điện đèn càng là full chức năng đầy đủ hết. Anh em về là chỉ có đổ xăng vô mà chơi thôi. Này thì mình mới vừa vô bốn cái tay xi nhan Atimon cho anh em nha. Bốn cái tay xi nhan nó xài cái lỗ chụp nhọn á, mình không thích, mình đi chụp bằng cho anh em à, đi chụp bằng cho anh em. Còn bình xăng lớn CL 50 thì cũng còn được, nói chung là cũng còn được được anh em ha. Nói chung là không mục lủng là ok. Niệm thì niệm 67 có sọc caro. Ông niệm này cao nha, niệm này ngồi đi đường xa chắc im, tại vì mình thấy cái niệm này nó cao à, cái niệm này nó cao. Ba ga thì ba ga đặc biệt, ba ga kẹp chuột. Ba ga này thì chắc chắn lắm, mình bảo đảm, tại cái rộng 16 ly mà. Cái rộng 16 ly thì nó rất là chắc chắn. Và nó là sexy nữa, nó không phải là inox, nó là sexy nữa, nên nó rất là chắc chắn anh em nha. Đó, quay cho anh em ở xa xem. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Đó, rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. 17 triệu 500 cho một em SF 50 biển số 50-0080 8 nút luôn. 17 triệu 500. Những anh em nào mà muốn xem trực tiếp á, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37-15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948 265 265 anh em nha. Đây. Lên đây thì đi đúng form luôn, đi đúng của form CL luôn, có ghi đông, có thanh ngang ha, ghi đông có thanh ngang. Pha đèn 67, đồng hồ Chalyzin. Đó, pha đèn 67, đồng hồ Chalyzin. Chọn như thế nào mày chấm, đừng có chấm từ đầu, quay đừng có chấm, chấm như bây giờ nó bị nhòe, đừng có chấm, hoặc là quay quay luôn đừng có chấm. Đây, quay xuống đây. Phuộc 67. Niền căm trước sau cũng vậy luôn, niền căm trước sau cũng vậy luôn. Đẹp, sạch sẽ, giá sinh viên, giá dễ chơi anh em nha, giá dễ chơi. Để em quay cái xe vào đây cho anh em xem dễ dễ xem. Giá dễ chơi lắm. Chỉ có 17 triệu 500 à, được cái biển Sài Gòn nè. Ha, được cái biển Sài Gòn rồi được cái biển số đẹp nữa. 0080. Sườn thì không có bị mục lủng, không có gì hết. Đó, quay rõ đèn cho anh em ở xa xem.
cấu hình máy là 70, 4 số 68, số 68 là 1 tới 3 sao anh em nha. Số 68 là 1 tới 3 sao. Những anh em nào mà thường hay xem những cái video của shop em á thì biết cái số 66 thường là 67 là vô số CD nhiều. Ha. À, không biết anh em này là vô là đúng bộ số 68 luôn, đi là đã. Tại vì thì số 68 là số mốc. Anh em nha, nó là số mốc 1 tới 3 sao. Hả? À, quay vô số máy cho anh em xem. Máy á, còn số máy á, và máy thì đã được chủ xe người ta vô lốc CD rồi nên máy cực kỳ im luôn. Máy cực kỳ im luôn, máy là không có rạo, không có gì hết, máy cực kỳ im luôn. Anh em nha, tí xíu nữa mình test cho anh em nghe luôn. Đây, quay vô mấy chỗ này nè. Đó. Sườn đẹp, quay vô này nè. Nhưng mà túi thì có sẵn mình, tại vì mình thấy mình để mình quay cho anh em luôn. Mình để mình quay cho anh em xem cho rõ ràng luôn, với bên em là không có che giấu gì hết, mình lúc nào quay cũng rõ ràng chi tiết hết. Đây. Ha. Điền đẹp, điền câm thì đẹp lắm. Dễ thương. Ở mức cái mức giá này thì mình thấy nó cũng rất là ok. Nó chỉ có 17.500 thôi. Thì những anh em nào mà thường hay dặn shop Home Seller thì alo cho shop em nha. Qua số điện thoại là 0948265265. Địa chỉ để anh em xem trực tiếp là 37/15, đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại thì shop em lúc nào cũng để trên màn hình đó. Có muốn xem trực tiếp á, có muốn xem chi tiết thì có việc nhắn ở bên Zalo của shop em nha. Nhắn ở bên Zalo của shop em. Shop em gửi cho anh em xem. Mình lúc nào cũng chụp hình chi tiết. Máy ngon lắm, máy êm, bô hay nữa. Đây. Bô hay lắm anh em, bô nghe hay lắm. Không giọng hú nha. Thì mình cũng nói lại thêm một lần nữa, những cái chiếc xe mà của shop em á mà review cho anh em, từ cúp hay là 67, nếu mà anh em mua về anh em nghe tiếng giọng tiếng hú, mình bao với anh em luôn, máy móc thì thầm. Về mà nghe tiếng giọng tiếng hú là mình sẽ gửi tặng cho anh em một bộ nồi gia công chống giọng hú. Anh em yên tâm ha. Đây. Khá là êm ha. Khá là êm ha. Khi mà ngâm nè. Khi nẹt nè. Quên để xét cái micro quá, nó nghe tiếng tẹt 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 không mà. Ở ngoài cái tiếng rất là giòn nên anh em yên tâm ha. Và xe này nếu mà những anh em nào mà thích cái biển số là bảo đảm lưng ưng liền. Ưng liền. Rồi, ok. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em xem những cái video của shop em á. Tại có nhiều ông chú nói không thấy, bữa giờ không thấy quay phụ tùng, phải tại vì lưu bu quá, em không quay. Thì những cái video mà shop em quay xe cho anh em này nè, nếu mà những ông chú những ông anh mà xem, ví dụ như mà cần những món phụ tùng gì của 67 hay là cúp của CD, CL á, cho shop em một cái bình luận để shop em biết anh em cần những món gì thì shop em sẽ báo giá trực tiếp cho anh em ha. Báo trên video, báo trên YouTube luôn. Sẽ review quay món đó rồi báo giá cho anh em luôn. Nên anh em ở ta yên tâm. Đây em là rõ ràng lắm. Phụ tùng của em báo giá trực tiếp, xe cũng vậy luôn ha. Rồi, ok. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Nhớ bấm like bằng cái giúp shop để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em nhiều. Bye bye.